Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ dự đoán sản phẩm chính tạo thành khi cho hợp chất alken là Ben2N phản ứng với HBr, hoặc mở rộng ra là khi phản ứng với HX. Thì xem sản phẩm chính tạo thành sẽ là sản phẩm nào. Xét về phân loại phản ứng thì phản ứng trên là phản ứng cộng theo cơ chế ái điện tử, ký hiệu là AE. Như vậy để xác định được sản phẩm chính tạo thành thì chúng ta sẽ dựa vào cơ chế phản ứng để giải thích. Trong phân tử Ben2N thì ta có một liên kết đôi giữa nguyên tử carbon thứ 2 và nguyên tử carbon thứ 3. Mà trong liên kết đôi sẽ có một liên kết sigma và một liên kết bi. Mà bản chất của phản ứng cộng ái điện tử này là sẽ cắt đứt một liên kết bi để hình thành hai liên kết đơn mới. Liên kết đơn còn gọi là liên kết sigma. Cho nên phản ứng cộng ái điện tử ở đây có nghĩa là cộng thêm nguyên tử vào hợp chất alken ban đầu. Và quá trình cộng này tập trung chủ yếu nhắm vào các electron bi. Do đó còn gọi là ái điện tử. Ái có nghĩa là yêu, yêu thích điện tử để tác kích. Và sự tác kích này sẽ dẫn đến là làm bẻ gãy một liên kết bi để hình thành hai liên kết đơn mới, nên gọi là phản ứng cộng theo cơ chế ái điện tử là như vậy. Mà liên kết bi này được hình thành do sự xen phụ bên của hai electron bi trên hai orbital b không tham gia lai hóa của nguyên tử carbon C2 và nguyên tử carbon C3. Vậy sau phản ứng cộng thì liên kết bi này sẽ bị biến mất. Tiếp theo trong phân tử HBr thì liên kết được hình thành do sự gấp chung điện tử giữa nguyên tử hydro và nguyên tử brom. Nhưng do nguyên tử brom có độ âm điện lớn hơn nguyên tử hydro nên cặp đôi điện tử sử dụng chung sẽ bị lệch về phía nguyên tử brom, nên trên nguyên tử brom sẽ tích một phần điện tích âm và trên nguyên tử hydro sẽ tích một phần điện tích dương. Kế tiếp do nguyên tử hydro tích một phần điện tích dương nên sẽ tạo điều kiện để cặp đôi điện tử bi tác kích vào H đang dương điện. Cái này thực ra cũng giống như tạo hóa thôi, là âm phải tìm đến dương. Mọi sự tác kích này có thể hiểu giống như câu nói là trâu đi tìm cột, tức là gốc mũi tên sẽ xuất phát từ điện tử, được ví von như là trâu, còn phần ngọn mũi tên sẽ hướng về phần thiếu điện tử, tích điện dương, được xem như là cột, chứ không có trường hợp ngược lại là không hợp lý nha, là không thể nào cột đi tìm trâu cả. Trở lại phản ứng sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là nếu cặp electron bi này tác kích vào H đang dương điện để tạo thành liên kết mới CH ở vị trí carbon thứ 2, thì khi đó trên nguyên tử carbon thứ 3 sẽ thiếu một điện tử, vì điện tử này đã bị lấy đi để tạo nên liên kết mới CH rồi. Do đó trên nguyên tử carbon thứ 3 sẽ hình thành tâm carbon C cộng là một carbocation bậc 2. Còn ở trường hợp thứ hai là nếu cặp electron bi này tác kích vào H đang dương điện để tạo thành liên kết mới CH ở vị trí carbon thứ 3, thì khi đó trên nguyên tử carbon thứ 2 sẽ thiếu một điện tử, vì điện tử này đã bị lấy đi để tạo nên liên kết mới CH. Do đó trên nguyên tử carbon thứ 2 sẽ hình thành một tâm carbon C cộng khác, cũng là một carbocation bậc 2. Giai đoạn tiếp theo là nguyên tử brom tích điện âm sẽ tác kích vào mỗi tâm carbon C cộng tương ứng với mỗi trường hợp để tạo thành sản phẩm. Nếu Br- tác kích vào tâm carbon C cộng của carbocation phía trên thì tạo thành sản phẩm là 3-bromopentan. Còn nếu Br- tác kích vào tâm carbon C cộng của carbocation phía dưới thì tạo thành sản phẩm là 2-bromopentan. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là trong hai sản phẩm trên thì đâu sẽ là sản phẩm chính? Để trả lời được câu hỏi này thì ta sẽ xem hai cấu trúc carbocation tạo thành trong mỗi trường hợp. Tuy mặc dù cả hai đều là carbocation bậc 2, nhưng ứng với carbocation phía trên thì ta sẽ có 4H alpha. Còn ứng với carbocation phía dưới thì ta sẽ có đến 5H alpha. Mà trong video trước đó chúng ta đã trao đổi về ứng dụng của hiệu ứng siêu liên hợp, thì carbocation càng có nhiều H alpha thì carbocation đó sẽ càng bền. Do đó carbocation phía dưới sẽ bền hơn và vì vậy sản phẩm chính sẽ là sản phẩm 2-bromopentan.